tớ chắc chắn sẽ thắng. Ờ, rồi. Ê, cái gì đây? Kỳ thật. Ơ, này là sao? Giống như cánh hoa hồng á. Đỉnh. Vậy à, đến là tướng. Quay, xem đi này. Thật nhiều màu xanh. Tớ đổi áo choàng lấy một chiếc áo phông. Duyệt. Phải không nào? Nhìn này. Tớ không có. Các cậu đã mở khóa thử thách rồi nhỉ? Thử thách màu sắc. Mong người giỏi nhất sẽ thắng. Tuyệt. Chúc may mắn. Cậu ấy bỏ đi à? Bây giờ chúng ta làm gì? Không biết. Này nhìn đi. Quần áo. Có sơn. Nhưng để làm gì? Tớ thích màu sắc. Đã đến lúc vẽ một cái gì đó. Tớ muốn tất cả luôn á. Đó chẳng phải là màu sắc đẹp nhất sao? Được rồi, đã đến lúc rock and roll. Sẵn sàng chưa? Thật là đã. Và bây giờ, đã đến lúc sơn. Đang ngày càng xịn sò căn bò. Tớ không rõ cho lắm. Để tớ suy nghĩ. Hiểu rồi, mình sẽ chỉ chọn một chiếc áo sơ mi mình cần. Như là... cái này. Đau quá. Cái này. Ổn hơn rồi. Xem bộ này này. Mới toanh nhá. Đỉnh. Sắp xong rồi. Tớ xong rồi này. Thật hả? Kỳ cục quá. Cậu thắng vòng này nhưng tớ sẽ thắng cuộc thi. Nhìn nè. À. Đừng làm tớ sợ. Thứ nhạc đó. Thực ra nó khá ổn. Cậu biết gì không? Cậu có thể có nó. Đúng vậy. Mình phải bắt thầy vào làm thôi. Xem nào. Nhìn thấy vỏ giò. Nhưng mình sẽ cần thêm vật liệu. Dương kho báu của tớ. Nhìn nè. Dễ thương quá. Nhưng tiếp thật. Xong rồi đấy. Cho tớ xin ít mực nhé bạn mình. Đúng. Nữa đi. Hoàn hảo. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Bây giờ mình muốn tỏa sáng. Cho tớ mượn mấy cái vảy nha. Cảm ơn rất nhiều. Nhìn kỳ diệu chứ kìa. Mình yêu sự lấp lánh. Đặc biệt là khi được kết hợp với màu hồng. Được rồi, thế là đủ. Cảm ơn. Rồi thì sao? Tất nhiên rồi. Phụ kiện yêu thích của mọi nàng tiên cá. Ngọc trai xinh đẹp. Ôi, cái áo này thật tuyệt vời. Và tớ trông rất xinh khi mặc nó. Nhỉ? Cậu đang làm cái gì vậy? Ok á, một sự giúp đỡ nho nhỏ. Ok, đằng này nè, xin chào. Sao đầu mình lại choáng váng? Cậu đã làm gì? Chúc ngon miệng. À, vậy hả? Này. Thử thách tiếp theo của chúng ta. Một cái đuôi màu hồng. Không thành vấn đề luôn. Tớ thấy bằng đôi mắt đẹp của mình. Một bất ngờ màu hồng. Mình thấy những thứ đáng yêu đó. Đến giọt cuối cùng. Tuyệt vời. Đẹp không? Tớ sẽ cần nhiều giấy bạc hơn. Vẫn không đủ. Đó, bây giờ mới gọi là ổn chứ. Vây mới đây nè. Chuẩn. Tớ đã xong. Còn áo choàng của tớ thì sao? Tớ có thể làm gì đó với thứ này không? Cứ thử xem sao. Của tớ. Cái này chặt thật đấy. Mình không có thời gian. Chiến thắng là của tớ. Đến lúc mặc áo choàng rồi. Hãy cắt cái này đi nào. Mình còn chẳng cần hoa văn. Tớ cắt theo bản năng. Macaron có thể làm áo choàng trong khi ngủ. Trông được đấy. Xong. Còn một thứ nữa thôi. Có gì ở đây không? Thôi nào. Trống rỗng. Xui xẻo thực sự. Cái gì thế này? Không cảm ơn. Đời đã cái gì thế này? Mình vẫn còn hy vọng. Ngon lành. Đẹp quá. Nhiều chỉ quá trời luôn. Đợi một chút. Màu hồng. Không thể chấp nhận được. Chắc phải có gì đó ở đây. Nó đây rồi. Câu trả lời cho cầu nguyện của mình. Những mặt hàng chủ lực này tốt hơn hết nên mạnh mẽ. Mình cũng cần rất nhiều luôn. Được rồi. Mình kiệt sức rồi. Nhưng mọi thứ khó khăn đã được đền đáp. Xong. Đây là những gì tớ đang nói đến. Tuyệt vời. Một bước gần hơn tới chiếc cúp. Thấy rồi nha cục cưng. Ồ vâng. Đợi đã, cái gì? 1, 2, 3,
sẵn sàng rồi. Wow, nhìn đỉnh của Trump luôn. Hương dễ thương ghê. Wow, cô ta thật sự thích không? Không hẳn. Tớ thì có. Cái nút đó đâu tự bấm được nhỉ? Không, tớ trước. Tớ không nghĩ vậy. Của tớ. Kệ cậu chứ. Tớ thắng. Tuyệt. Không thể tin được. Áo choàng dài ngu ngốc. Nhìn này. Có gì hay không? Ồ, đây là gì? Một ít khăn giấy. Đó chỉ là những gì tớ cần. Mặt mộc của mình đây rồi. Sẽ vui lắm cho xem. Nhưng mình cần ít hiệu ứng đặc biệt. Làm đi lời cá ơi. Mọi thứ ở đây trông khác quá. Nhưng nó chỉ là tạm thời. Hãy để phép thuật trang điểm bắt đầu. Và vâng, chúng tớ đang sử dụng màu hồng. Rồi, đợi đến khi thấy hoa văn nhé. Mấy cái lỗ nhỏ làm nó trông như vậy á. Thấy không? Giống như những người bạn cá. Cùng với đôi môi hồng phù hợp. Tốt hơn là tớ nên chụp lại mấy tấm ảnh. Không cần bộ lọc. Tớ chả làm thế đâu. Mình có gì nhỉ? Một bữa ăn nhẹ. Ổn áp á. Răng nanh của mình. Mình giấu chúng quá sâu. Mình cần vài cái mới nhanh nào. Cái này được đó. Ngon tuyệt. Sắp được rồi. Giữ lấy. Oh yeah. Đẹp và chắc chắn. Màu xanh luôn nha. Đây là gì? Một bảng màu trang điểm. Mình phải làm gì với cái này? Ái chà. Đúng chưa ta? Cậu nghĩ sao? Con rơi này khá tuyệt. Đôi môi xanh cũng có tác dụng với tớ. Mình đã sẵn sàng để hút máu. Cậu ấy đang làm gì ở đó thế? Chụp ảnh tự sướng. Cậu ấy đang mất tập trung. Đứng nơi mình cần. Bye bye. Được rồi. Này. Không, không thể được. À, tại sao? Bây giờ cậu xấu quá. Màu của tớ và trang điểm của tớ. Tất cả đã biến mất. Bây giờ mình hố quá. Đây sẽ là cuộc sống mới của tớ. Món quà ngọt ngào cho người thương. Mà ngon đấy. Đó là mèo Moon. Được rồi, có may nào. Ui, vụng về quá. Ew, mình thích bọ rùa cơ. Mình sẽ không thể tán đổ anh ấy. Hả? Bọ rùa ư? Không. Mình muốn được như cô ấy. Nhưng không biết làm thế nào. Khoan. Hộp để lột xác thành bọ rùa. Tuyệt, mình đã sẵn sàng thay đổi. Nào, mở nó ra đi cô gái. Wow. Quá trời công cụ làm đẹp thú vị. À, tuyệt vời. Đúng thứ mình cần. Xem nào. Được rồi, mình cần tóc trang điểm và trang phục. Hãy để sức mạnh của kéo ở bên mình. Mình nên bắt đầu với kiểu tóc mới. Tía má ơi, chúng mình chờ khắc làm bà già. Chắc hẳn phải có gì đó trong hộp làm đẹp. Mình cần nâng cấp màu sơn. Khoan đã. Nhưng mình cần màu xanh dương. À, kìa, ai đang trốn vậy? Một bé bạch tuộc đáng yêu. À, em thấy thế nào anh bạn? Đừng tức giận mà. Chị sẽ chỉ lấy vài giọt mực xanh của em thôi. Tuyệt. Cảm ơn nhá. Ra thì cha thật kỹ. Hãy nhìn bàn tay xì chum của tớ này. Sau đó tớ sẽ bôi chất điên rồ này lên mái tóc của mình. Tớ giống như một nhà tạo mẫu tóc thực thụ. Wow. Cực quái. Trời, nó đang làm gì trong bụng mình vậy? Yeah. Mình biết một mẹo hay. Hãy sử dụng những sợi dây này để trang trí tóc. Buộc tóc hai bên cực xinh nè. Có cái gì? Khiếp, mình là con quái vật nổi mụn. À, phải xóa hết mụn mới được. Không, chẳng ăn thua. Này, bỏ cảm giác vào người tao. Đau đấy. Mình đã có ý này. Coi chừng ấy. Khiếp, nó bay tứ tung luôn. Ôi trời, xin thứ lỗi nhá. Hả? Không, người toàn đốm đỏ. Tao với hộp làm đẹp. Hình dán bọ rùa. Tất cả trông chờ vào mày. Những người bạn này sẽ che đốm đỏ của mình. Tuyệt vời. Ok, giờ thì đợi.
Nhân tiện, bạn có thể đăng ký kênh Lột Xác của tớ. Sao nó dài như vậy chứ? Không đời nào, làm vỡ mắt kính rồi. Mình vụng về dã man. Không còn mụn. Mắt mình bị sao vậy? Tuyệt, chúng giống như ống nhỏ vậy. Hoàn hảo. Trông thấy ghê quá đi. Khiếp. Hả? Cả khu rừng rậm. Hối tía má ơi, mình phải xử lý ngay. Hãy sử dụng nhíp. Được rồi, bắt đầu thôi. Mình chịu được mà. Suýt thôi. Thành công rồi. Có lẽ mình nên đến gặp bác sĩ. Yếp. Xin lỗi. Tai tôi. Sao mình lông lá quá vậy trời. Mình cứ như con quái thú đáng sợ. Mình sẽ thử một mẹo mới. Dùng tăm bông để quấn nước mũi này. Khiếp, thấy ghê quá. Bây giờ hãy tẩy lông bằng loại giáp tự chế này. Mong là hiệu quả. Muốn kẹo mút có lông không? Sạch bông. Được rồi bọ rùa, tiếp theo là gì? Mình cần mặt nạ. Nhưng cái nào hợp hơn nhỉ? Có lẽ cái này. Thôi, để chọn sau. Yay. Cái đuôi người cá này thật phiền phức. Được rồi, chúng ta có gì ở đây? Hãy sẵn sàng cho đồ thủ công mới. Lại đây những ngôi sao nhỏ. Mình cần sử dụng bột này. Chuẩn. Đổ thêm kim tuyến màu đỏ này. Thật lung linh. Hãy tạo nên phép màu nghệ thuật. Wow, tuyệt vời. Trang điểm tạm xong rồi. Giờ chuyển đến môi. Môi mình hơi nhợt nhạt. Cái quái. Sao môi bị gãy mất rồi? Nhưng mình biết một giải pháp tuyệt vời. Đầu tiên hãy thoa son môi lên miệng chai. Tốt. Bây giờ mình có thể thử nó trên môi. Bức tranh hoàn hảo. Gì nữa? Hả? Trang phục. Làm sao mặc nó trên thân hình người cá đây? Hồi không, mình cần làm vài việc. Được rồi cô gái, hãy chọn một phong cách mới. Từ chối. Không phải cỡ của mình. Quá trang trọng. Mình cần gì đó mới mẻ. Được rồi, hộp làm đẹp này có gì cho tao nào? Toàn vớ vẩn. Vậy thôi sao? Khiếp. Biết rồi, đã đến lúc mua sắm. Không. Không được. Vũ trụ này thì không. Một bộ trang phục bọ rùa. Yeah, bộ này. Đến đây nào. Tuyệt vời. Mặc thử xem sao. Quần là cái cuối cùng. Nhưng mình không thể mặc vào đuôi người cá được. Mình cần đôi chân. Mình sẽ không bao giờ trở thành bọ rùa. Cái quái. Rót cho chân. Tuyệt, sống rồi. Cạn ly. Háo hức quá đi mất. Và chân mình đâu rồi? Uống thêm ngụm nữa xem. Kiểm tra nào. Đùa tôi hay gì? Lọ thuốc này bị hỏng rồi hả? Mình ngốc quá. Yeah. Mình phải đổ nó lên đuôi cơ. Nào nào, đừng làm tôi thất vọng nhá. Thành công rồi. Mình đã có chân. Mặc quần được rồi. Hãy xem bọ rùa đây. Wow. Mình sẵn sàng rồi. Hãy lấy dâu dâu nào. Chà, bọ rùa đi săn thôi. Bàn chân của mình không đủ sạch. Bingo. Cúp của mình đây rồi. Bắt đứng nha. Xin chào cậu bé mèo con. Em xinh dã man bọ rùa. Anh cũng thế. Mong rằng lần này cậu ấy sẽ thích. Tớ biết hôm nay tớ đẹp trai ngời ngời. Phải, chắc chắn rồi. Này. Ôi.
Mình là kẻ thất bại. Cậu có sao không? Eo ơi, thôi tới trường đây. Ơ, nàng tiên cá. Cậu ấy thích sao? Cầm lấy. Tớ nghĩ cậu cần phải lột xác. Hả? Wow, nhà đẹp đấy. Nhưng làm sao tôi có thể biến thành nàng tiên cá? Để tớ nghĩ. Đưa công cụ bí mật đây. Tớ cần lập trình nói cho màn lột xác. Và voilà. Chúng ta có một danh sách. Đầu tiên, chúng ta cần tẩy sạch mụn trên mặt. Trời, thật xấu xí. Để tớ giúp cậu. Hãy thể hiện phép màu. Wow, thế này cực kỳ hiệu quả. Có vẻ ok rồi. Tớ không chắc lắm. Để xem kết quả thế nào. Wow, tớ xinh quá. Lấy giúp tớ tờ giấy. Kinh quá, cậu thực sự cần tớ giúp nhỉ. Đây là danh sách. Mụn xong. Tiếp theo là gì? Gì vậy? Ngứa quá đi mất. Phải dọn đám lông chân này. Tớ có công thức rồi. Mật ong chính là bí quyết. Cậu sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Cũng đâu có tệ lắm đâu. Mịn quá. Ai đó ném cái này đi. Úi. Thành thật mà nói. Cũng ngon đấy. Bây giờ thì sao? Gì nữa? Được rồi. Chúng ta cần tạo vảy cho cậu. Hả? Tụi mình sẽ phải làm như thế nào? Chắc chắn tớ có thể tìm thấy ở quanh đây. Không, tớ phải đi rồi. Nhận nhiệm vụ. Tớ sẽ quay lại ngay, bọn rùa. Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy anh bạn? Nhìn giống vậy này. Đúng rồi, cái này dùng được đấy. Tớ đây. Cậu nhớ tớ không? Cậu tìm thấy chưa? Thấy rồi này. Chúng mình chỉ cần chùm vào và đánh phấn màu phù hợp. Cậu ta đang làm cái quái gì? Tớ rất giỏi tút tát nhan sắc. Wow, giỏi ma giỏi ma. Cần phải nói, bước tiếp theo trang điểm. Đừng lấy mặt nạ. Cậu ấy thật bướng bỉnh. Đây là cơ hội để mình tấn công. Thành công rồi. Sao có thể như vậy? Lấy được rồi này. Sao có chuyện vô lý thế? Cậu bị sao thế hả? Này, lấy mặt nạ. Chỉ đơn giản vậy sao? Mắt cậu như gấu trúc ấy. Tớ đang biến thành gấu trúc à? Tớ đã có cách rồi. Không còn quần thâm, baby. Kiệt tác của tớ. Wow, đẹp dã man. Đỉnh ghê. Khen thừa, chuyển sang bước tiếp theo. Chúng ta tập trung vào đôi tay. Đôi tay? Ý cậu là gì? Ý tớ là cậu cần phải khoe đôi tay. Tóc tai rối bù thế này. Úi, xin lỗi, nhưng cậu đã có đôi tay. Còn tóc của tớ thì sao? Cậu đang làm gì ở dưới đó vậy? Bingo. Eo ơi, hồi quá. Chúng ta chỉ cần cuộn tóc như thế này. Wow, cũng hay đấy. Cậu chỉ cần để như thế trong vài giờ thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc tháo nó ra.
Oh yeah. Tóc của tớ thật quyến rũ. Wow, cậu xinh quá đi mất. Nhưng cậu có mùi hôi. Sao mà quá trời quá đất vậy? Chúng mình cần phải xử lý móng tay nữa. Yeah, trông còn ghê hơn của macaron. Tớ có thứ này này. Thật tuyệt và ấm áp. Thư giãn quá đi mất. Cậu nhảy lên được không? Sành băng sang bóng. Để tớ mài giữa móng một chút nhé. Xong. Úi, thấy rồi. Đã đến lúc sờn móng tay. Màu đỏ rất hợp với tớ. Dạ, cậu là bò rùa mà. Cậu quên mất rồi à? Tất nhiên là không. Tớ có bộ móng siêu đẹp. Tiếc quá. Chúng mình vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo là có áo ngực. Hả? Để tớ nghĩ. Chúng mình phải lấy cái đó ở đâu? Của cậu hả? Bỏ cái tay ra ngay của nợ. Tớ có một ý tưởng. Tớ chỉ cần bộ điều khiển thần kỳ. Tớ sẽ nhờ nó làm áo ngực. Vậy là xong. Dễ nhăn bánh. Tớ sẽ mặc nó vào. Đừng nhìn. Wow, xinh thật đấy. Cậu thấy thế nào? Tớ nghĩ chúng mình sẽ cần vỏ sò. Và tất nhiên sơn chúng màu đỏ. Cậu có thể nhanh lên không? Xong. Đẹp quá. Chỉ còn thiếu một thứ. Nàng tiên cá không có chân. Tớ có thực sự cần trở thành nàng tiên cá không? Chúng mình đã đi quá xa, không thể bỏ cuộc. Tớ sẽ làm một chiếc đuôi. Ok, để tớ tìm trợ giúp. Này, làm một chiếc đuôi như thế nào? Cả một con cá, một đống vỏ sò và đá màu đỏ. Ghép tất cả lại với nhau và shake 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 shake. Làm ơn, hãy biến tôi thành nàng tiên cá xinh đẹp. Thành công rồi. Nhìn mình xinh quá. Còn phải nói nữa. Cậu ở dưới đó ổn không? Tôi không biết. Nàng tiên cá làm vậy à? Một chuyến đi dưới nước thì sao nhỉ? Tớ thích ở đây. Này, bốc bọt biển. Xem đi dạo này sao? Tớ thích làm nàng tiên cá. Nhưng tớ vẫn chưa biết cách đi bộ. Được như vậy là tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể chinh phục cậu ấy. Đẹp trai ơi. Nào, đến lần mày thực hiện phép màu. Cái gì đây? Cưng ơi, cậu nhớ tớ không? Không nhớ, nhưng cậu có mùi cá ngon. Bữa tiệc tuyệt vời nhất đại dương. Wow, cuối cùng cũng vào được club người cá. Cố đừng gây rối nhé Luna. Ôi trời ơi, chờ tôi ra khỏi đây. Tôi không giỏi lặn đâu. Nhìn kìa, cô ấy có chân. Ôi da, Megan. Ôi không. Một sách, cô đã bị bắt giữ. Hả? Tôi muốn gọi luật sư của tôi. Ở yên đó, đừng chớp mắt. Ha ha ha, lêu lêu. Tôi không thể ở trong tù. Có thể chứ. Người cá được tự do, mọt sách phải vào tù. Mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Tại sao mình không phải người cá? Hả? Đây là gì? Cảm giác như chân vậy. Ôi giời ơi.
ha ha. Cứ như trong phim kinh dị. Trời. Ủa. Hình như mình bị cúm slime. Ôi da, thôi chết tôi rồi. Xin chào cô gái trẻ, tôi ở đây để giúp cô trở thành nàng tiên cá. Một chiếc gương ma thuật. Nhưng tôi cần phải làm gì? Hãy ngước lên. Lên. Wow, một cái hộp kỳ lạ. Wow, nó là thiết bị hút mụn. Để thử nào. Yay, mụn biến mất. Này, sao lại dừng thế? Không, đừng bỏ tôi anh bạn. Thiết bị ngu ngốc. Mình biết một cách khác. Gì thế anh cua đỏ? Tôi đang tuyển dụng trợ lý thủ thuật nè. Anh sẽ giúp tôi chứ? Tuyệt. Càng của anh thật khéo léo. Eo ơi, đừng thử với cua thật các em nhé. Tuyệt. Được rồi. Cục cuối cùng. Tôi chết hẹn rồi, tạm biệt. Hả? Thật hả? Mình sẽ tự xử vậy. Cố lên ngón tay. Cô đang làm gì thế? Hey. Ghê quá. Lỗi. Thành công rồi. Hả? Cơ hội đây rồi. Công cụ chạy trốn đâu rồi ta? Cậy khóa thôi nào. Ôi trời. Cô đang làm gì hả? Tôi làm gãy nhíp rồi. Mình cần một kế hoạch chạy trốn khác. Nhưng nhổ lông mày trước kia đã. Ôi, sao mấy gái xinh làm được nhở? Sao? Sao nó đỏ thế? Này tù nhân, bữa trưa đây. Yeah, ăn thôi. Toàn đặc sản đại dương đấy. Ha ha ha. Eo ơi, chúc ngon miệng. Cảm ơn. Khiếp, đâu phải thức ăn của người. Kiểm tra hộp làm đẹp xem sao. Wow, bộ trang điểm. Mình có ý này. Mình luôn muốn thử mẹo sành điệu này. Bắt đầu thôi. Chỉ cần chấm phấn mắt màu xanh dương lên lưới. Xong. Sao đồ mình to thế? Wow, xinh. Thế còn đồ trang trí. Trông mình sẽ rất dễ thương. Hãy tắm ngọc trai thôi nào. Này, cấm xả rác. Trời ơi, có bị phạt. Xin lỗi. Wow, nhưng tôi vẫn chưa trang điểm xong. Aha, mình biết rất nhiều cách để dùng đá quý biển. Mình sẽ thoa phấn mắt lên vỏ sò. Sau đó đặt chúng lên mắt nè. Yay, lộng lẫy. Thưa cán bộ. Sao hả? Chúng tôi có giống nàng tiên cá không? Chà, mặt thì ổn. Tóc chưa đâu. Cán bộ ơi, cứu tôi, hãy thả tôi ra. Dừng lại. Mình không tưởng tượng được nó là gì. Megan thật. Cơ hội thứ hai nè. Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa này. Đổ hầm. Dừng. Hasta la vista. Đây là đâu? Nhỏ mật sách đâu? Cô. Chào cán bộ. Không, làm ơn đừng nhốt tôi nữa mà. Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án La La Life. Đi mà nói với cái bồn cầu ha. Sao tóc mình lại có màu xanh? Cái quái. Má ơi, mình cứ như cây lâu nhà. Giờ thì như con poodle. Nghĩa ơi, hãy giúp ta sửa mái tóc thảm họa này. Khiếp. Tôi nên gội đầu thường xuyên hơn. Wow, tóc mình đẹp quá đi mất. Người đâu mà xinh quá. Ôi không, sao lại khô như vậy? Môi của tôi. Tôi biết cách giúp cô. Cái gì? Dùng quả dừa này như thế nào? Thực ra mình biết một công thức. Chúng phóc. Làm tốt lắm bàn tay karate. Này anh bạn, cậu được chào đón đến bữa tiệc thủ công.
Cậu muốn uống gì không? Hãy uống thử nước dừa đi. Bây giờ đến lượt cậu. Yeah, ngoan lắm. Khuấy đều lên nè. Chà, giống như son dưỡng vậy. Mong là hiệu quả. Wow, môi mình lại căng bóng rồi. Eo ơi, mình phải thay áo thôi. Hả? Chán quá, mình muốn đọc gì đó. Vớ được món hời rồi. Đúng cỡ của mình. Nhưng nó quá xa mình. Đợi một xíu. Mình câu cá tuy không giỏi nhưng... Yahoo! Chuyện gì vậy trời? Cái quái... ui da. Cấm câu cá trong tù. Xin lỗi, trả lại cho anh nè. Trời, thật không ngờ luôn đó. Nhưng mình đã lấy được thứ này. Mình đã nghĩ ra phong cách thời trang mới. Tạm biệt quần áo xấu xí. Tiến hành cuộc cách mạng quần xịp. Xinh. Mình cần trang trí thêm. Khéo tay quá đi mất Luna. Ôi thần biển ơi, áo mới của mình đẹp xỉu. Mình đã là nàng tiên cá. Nhìn xuống đi cưng. Cái gì? Mình không có đuôi cá. Làm sao đây? Dễ thôi. Hả? Đuôi người cá? Nhưng nó nhỏ xíu. Thả nó vào nước là được. Hiểu rồi. Ew. Mình làm được mà anh bạn. Mong là cậu thích bể sụp bồn cầu. Ôi trời, wow. Đuôi của mình đã lớn thật rồi. Yeah. Màn tra tấn trang điểm đã kết thúc. Tôi là người cá. Cán bộ ơi. Hả? Holy mama. Cô làm sao hay vậy? Anh thả tôi được rồi chứ? Được chứ. Tự do rồi. Cảm ơn gương thần. Tạm biệt. Coi chừng. Hy vọng cô ấy sẽ không sao. Quên mất mình không có chân. Cẩn thận, thưa cô. Không đợi nào. Chris gọi mình đến dự tiệc. Thật tuyệt khi trở thành người cá. Nặn thật mạnh tay nào. Đừng ăn khi đang xem video này nha. Hình như tôi tìm thấy vàng rồi. Móc cục gì to đùng ra nào. Nhìn như phô mai ấy. Ew, không ai biết đâu, cùng màu mà. Ui, mê chị này quá. Nhìn kìa. Đầy bố. Ăn hết bánh đi. Lần thứ ba trong tuần. Cậu sẽ không bao giờ như Sue đâu. Đúng rồi, mình phải từ bỏ tình yêu này thôi. Này gái. Hả? Cậu cần cái này đấy. Hôm làm đẹp K-pop. Cảm không ơn. Có gì đâu. Tuyệt hơn hộp kho báu luôn. Xem nào. Mình may dã man con ngan. Mình không nên cười ngoác ra. Không ăn bẩn nữa. Phải sửa lại thôi. Nhưng mình sẽ cần một cái tay và một cái chân. Đùa thôi. Yeah, lại đây nào. Xỉa răng nhiệt tình nào cả nhà ơi. Hả? Kéo ra nè. Tớ chưa ăn rau cả tuần luôn rồi. Bữa sáng. Chờ chút đã. Mình cần thứ gì đó. Răng trắng ơi, tớ đến nè. Sẽ được thôi. Với hàm răng thế này thì phải dùng nhiều kem nha. Ngay cả gì mép của tớ cũng thấy sảng khoái. Wow, trắng như tuyết luôn. Nhưng còn đống mụn trên mặt của mình thì sao? Cố lên Emily. Oopsie. Không ai thấy cả. Anh biên tập đừng thêm vào nữa mà. Không được rồi. Chúng ta có gì đây nhỉ? Cái nút này để làm gì? Hôm nay mà tớ nào. Mình cần kem nền.
đây chính là định luật hấp dẫn đó. Quẩy nào. Không phải tên cà đâu, Emily. Nhiều nữa nào. Mình có linh cảm rằng mình sẽ cần nhiều hơn thế. Chairman à, mình nên bắt đầu kênh làm đẹp ý. Con gái ơi. Ôi, sẵn sàng rồi. Mặt mình đâu mất rồi. Wow, da láng o luôn nè. Da mình dài dễ sợ ý. Chắc đã đến lúc nhổ chúng rồi. Mình cần dùng dụng cụ. Mình nhìn thấy những mẹo cực hay luôn. Đúng thứ mình cần rồi. Thể nào cũng đỉnh của chóp cho xem. Dán vậy mới chuẩn. Một, hai, ba và... mình giống bò sát ghê. Đủ để đan áo len Giáng sinh luôn. Mịn quá. Wow, đây là mình thật sao? Ủa, một thần thánh đang gọi mình nè. Wow, sáng rực luôn. Mình bị dị ứng. Xinh dã man à. Khuôn mặt này là sao? Phán xét thế nhở? Uầy, xinh phết nha. Dễ à. Có lẽ mình cũng không tệ lắm. Tuyệt vời. Hả? Có lẽ mình nên sửa lại kiểu tóc quê mùa này. Ok la. Cuộc đời thật hoàn hảo. Ngon tuyệt. Mình cũng hơi đói rồi. Toilet ngon tuyệt của mèo á. Vừa ngọt vừa chua. Đã thật. Cứ như có điện trong cơ thể ấy. Hả? Cái gì? Hay là người ta có làm thế này trong tiệm tóc không nhỉ? Chắc Jimin thích màu này nhỉ? Và wow, tóc mình chảy quá. Sao nữa? Hả? Hết rồi hả? Thôi nào, thôi nào. Wow. Cái gì đây? Hả? Kéo ra có sao không nhỉ? Cách uốn tóc cho cô nàng lười nè. Wow. Hôm nay mình may thật sự luôn. Wow, đỉnh quá. Mình xinh ghê. Biến hình lần nữa nào. Shake it up, shake it up. Xịn sò. Cái gì đây? Legging xinh đẹp. Cả nhà ơi, tớ nè, nữ hoàng đây. Thú vị quá đi. Bình tĩnh, tớ không cắt hỏng đâu. Tớ đang tái sinh cho nó. Yeah, Lisa sẽ thích lắm đấy. Và cắt ở đây. Bá cháy luôn. Mong là các thành viên Blackpink sẽ thích mình. Chi tiết cuối. Và kéo. Wow, cưng xỉu luôn. Để tớ. Mẹ không cho mình xăm hình đâu. Mình sẽ đánh dấu hoàn thành mong muốn này. Chi tiết cuối nè. Ôi, mình sẵn sàng rồi. How you like that? Da 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 da. Mình sẽ là bài S của mọi người cho xem. Yeah. Giờ đi học thôi. Chào mọi người, tớ đến trường rồi. Tí nữa tớ sẽ ký tên cho. Cái gì? Sao lại? Hello, chào. Hi. Chào cô cưng. Hẹn gặp cậu trong lớp nhé. Khoan. Hả? Mình nghĩ cậu ấy cần hộp làm đẹp. Hả? Tặng cậu nè. Ôi wow, đúng thứ mình cần rồi. Ok, coi này. Để coi mình có gì nào. Cái này có làm em nhớ ra cái gì không?
giống y chang mặt em á. Nặn một cục mụn nữa nè. Vui quá đi. À ha, miếng dán mụn chính là thứ em cần để có một khuôn mặt láng mịn á. Dán lên mấy chỗ có mụn nè. Dán mũi nha gái. Sắp xong rồi. Vui thực sự luôn. 1, 2, 3. Hết giờ. Gỡ mấy miếng dán này ra nào. Mục tiêu đã bị loại bỏ. Em có thấy không? Hả? Cái gì? Hiệu quả này. Và lột cái này. Này nữa. Nói chung là ổn đúng không? Wow, không thể tin nổi luôn. Vui hẳn luôn hả chị? Mình phải làm gì cho răng em trắng lên thôi. Có một cách đỉnh lắm nha. Mà thôi. Thế còn đây. Không ổn cho lắm. Mình có người thắng cuộc rồi. Dụng cụ này chính là thứ em cần để cười xinh như hoa. Ok, máy bay sắp đến rồi. Mình cần nơi hạ cánh. Hạ cánh ở đâu đây? Có chỗ hoàn hảo nè. Vị lạ quá ta, và sao cái này lại phát ra tiếng kỳ cục mà còn tỏa sáng xanh nữa. Chả hiểu làm sao. Được chưa nhở? Oopsie, xin lỗi nha chị mình. Cảm giác thích quá, cảm ơn. Có dâu kìa. Đâu có? Biết rồi. Em may mắn đó hể xác lô. Chuẩn, thế nào cũng ngon lành. Ngồi yên này, quan trọng lắm đó nha. Lên không? Ouch, có hơi đau đâu. Ok, còn sống này. Xong chưa ta? Ôi không. Chẳng được mới ghê. Thử cái khác xem sao nha. Xem đôi tay bé xíu này nè. Nó tới để giúp em đó. Hiệu quả thật này. Em thấy chưa? Đang dụng đấy. Em thử với. Luna, em làm gì vậy? Hả? Phải vẽ lại thôi. À, xong. Như thật luôn á. Ơi là trời, mũi em như rừng Amazon á. Ồ, yêu, gái ơi, mình phải làm gì đó thôi. Đừng lo nha. Đây chính là hướng giải quyết của tụi mình. Mở tối đa luôn này. Giờ cho mấy viên tim tím vào đây. Tuyệt. Tiếp theo là nhìn nó chảy ra, như là giấc mơ hẹn hò Harry Styles của mình. Hình như tụi mình sẵn sàng hành động rồi. Chuẩn, vậy là đủ nè. Dính vào đây nhé. Cái này nữa. Giờ kéo ra. Đành phải vậy thôi. Để chị thử. Tập hợp hết sức mạnh lại này. Khoan khoan khoan, mình làm cùng nhau nhé. Ok, 1 2 3 Cảm giác đã thật. Mình có thể đan áo luôn đấy. Hơi bẩn tí thật. Xem tay em nào. Sao mà thấy mắc ói quá. Nên làm gì nhỉ? Yeah, dùng cái này nha. Nên làm gì hả chị tôi? Hả? Em sẽ thử xem. Ok. Hơi sợ rồi nhá. Giờ xoay đi. Chuẩn, em làm rất là đỉnh đó. Được nè. Này Roxy, muốn xem cục vàng của em không? Luna. Làm tóc cho bé thôi. Gỡ ra nè, không cần đâu nha. Chính xác luôn. Xong. Chewbacca. Mình muốn xem quá. Sao con quái vật này nhìn mình vậy hả? Cái này sẽ cứu vãn tình hình. Mình không trà lên răng đâu. Bình tĩnh nào. Mong là ổn. Bạn trẻ sắp đi đời mất rồi. Không hề hiệu quả. Đừng lo, để đó cho chị. Cảm giác như mất xa. Đã cái nư ghê. Có vẻ là xong rồi nè. Wow, xịn sò ghê. Yay, em tỏa sáng nè. Xem em này, em có ria màu hường hả? Thêm chút màu mè nha. Ok. Chỉ có màu đây gì? Này gái.
Đỉnh quá đi. Wow, trông em giống Harley Quinn không nè. Cảm ơn tuyệt chị. Tuyệt quá đi. Trong hộp có gì thế ạ? Cái gì? Em không hiểu lắm. Cái này làm gì vậy? Luna, xem chị làm này. Cái này để em vẽ lông mày đó. Để chị cho em coi tài năng hội họa nha. Đừng di chuyển, không là hỏng đấy. Xong. Wow, lông mày xinh quá à. Có gì thiếu thiếu rồi. Em sẵn sàng trang điểm môi chưa? Chuẩn bị nha. Bắt này. Trời ơi, không mận bằng mình đâu. Tìm thấy Nemo rồi, em là Nemo ạ. Vậy là xong. Xem môi này gái. Crush của em sao mà chịu nổi. Và chi tiết cuối cùng. Boom. Em thích lắm ạ. Cùng xỉu luôn. Tuyệt, em thử cho khác nhá. Ok, em biết mình làm được mà. Một đường nè. Và hình chữ U nữa. Này Roxy, Valentine đến sớm rồi nha. Cảm ơn, bé đáng yêu ghê. Chị cũng vậy ạ. Mà chưa xong đâu. Xem nè. Chị thấy sao ạ? Cũng hơi ghê ghê em gái ạ. Mình thử cái khác nha. Trò này hiệu quả lắm. Tin chị đi. Em muốn xem quá à. Xong. Gọn gàng rồi. Hoàn hảo. Cho em xem với. Em nhìn thấy rõ lắm. Wow. Luna, cái gì? Chị xem nè. Nè, là gì mép á? Ta lỡ cho con Roxy à. Luna, em hại quá đi mất. Wow. Chị có cái này hay hơn. Mi giả nam châm chính là thứ em đang cần đó. Lấy cái này ra nè. Thật ạ? Nam châm sao? Hai miếng này dính với nhau như là hắn sẽ dính với em ấy. Wow. Cảm nhận làn gió đi. Nhanh nào, mình phải làm gì đó. Làm cơn bão biến mất nào. Của em đây. Cảm ơn. Em không ngờ luôn ạ. Giờ đứng lên để chọn đồ thôi. Chị có đồ gì? Có rồi nè. Boom. Cái gì vậy nè? Nó. Em không thích, xin lỗi nhá. Để coi nào. Wow. Xinh phết ạ. Cưng quá à. Mình selfie nhé. Giơ tay lên trời nào. Cái gì vậy? Rậm rạp vậy má. Cái gì? Mình phải ra tay thật nhanh. Có gì mà ta. Đến lúc dọn vườn rồi bà con. Lại đây nào bụi cỏ. Có hả? Đâu có. Không. Xong. Đừng mà xin đấy. Vậy là hết rồi sao? Wow, tuyệt vời. Cái gì? Chị đàn áo từ đống này đó gái. Nhưng mà hơi hồi xíu. Chắc là giặt đỡ. Em cũng muốn xỏ khuyên. Luna ơi, em còn nhỏ lắm. Nhưng xem nè má. Wow, xem nè. Hôn nhau đó. Làm luôn cho gọn nè. Thử nhiều cái xem. Cứ như màn tạo nhân vật á. Thích quá đi. Sẵn sàng chưa nào? Tiếp theo là hình xăm. Em xem với, em xem với. Mình phải bóc miếng dán nè. Nhìn xinh xẻo thực sự ạ. Wow, cưng xỉu luôn. Chị cũng thích của em lắm. Boom. Gì vậy ta? Mời em quá à? Em cũng muốn như vậy à? Chị có cái này cho em nè. Xem đây. Đau quá. Wow, mềm ơi là mềm.
Ừ, sao bé không lắc? Lên nóc nhà là bắt con gà. Ồ, em nổi tiếng lắm luôn nè. Ồ, em nổi tiếng thật sao? Chuẩn, và đây là quả cho cưng. Ồ, tuyệt quá. Tuyệt quá, em cảm ơn. Giờ em sẽ siêu nổi tiếng ở trường luôn. Tuyệt, em đi nhá. Bye. Mấy cậu sẽ bị trẹo cổ vì nhìn ngắm tớ cho mà xem. Bất ngờ chưa ông bà già? Nhìn anh ta kìa. Không xứng đáng với mình. Ôi là trời, đó có phải? Wow. Ok, cho nhờ tí. Chọc mình hả? Xem nè. Ê, tôi mới xem TikTok của ông lúc ăn trưa đây này. Nếu thích mình thì cậu ấy sẽ không để mình ngã đâu. Cảm ơn ông, hôm nào quay TikTok chung với nhau nhé. Cậu không sao chứ? Không, mình phải trở thành ngôi sao TikTok để làm cậu ấy thích mình mới được. Để tôi giúp một tay cho nhé. Để tớ chỉ cho cậu cách TikTok hoạt động như nào nha. Tớ có quá trời lượt thích luôn nè. Wow. Tới lượt cậu đó. Chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu làm rơi đồ nè. Cảm ơn cậu. Tụi mình sẽ quay được khối thứ hay ho với cái này đây. Lần này thì cậu ấy mê tớ phải biết đây. Không. Ôi trời, cậu không sao chứ? Ít nhất thì giờ cậu cũng có một cái quần sành điệu rồi. Nè, chụp hình sống ảo cái đã. Trời ơi. Xem nào. Hình như cậu có năng khiếu chụp đồ ăn lắm. Không. Ow. Pete. Nhỏ này bị gì vậy trời? Gái ơi, cậu phải lên đời cái đã. Giống vậy nè. Dậy đi. Lên đồ đi nào. Nhìn đỡ hơn rồi đó. Cho tớ xem tiếp nào. Được rồi, được lắm rồi á. Cậu biết cách sống ảo rồi. Giờ nếu muốn thành ngôi sao TikTok thì phải biết thêm trang điểm nữa. Sao cậu bụng về quá vậy hả? Hello. Chào. Này, video TikTok của bà hay thật đó. Quá trời luôn á. Chào bạn. Hả? Ừ, các bạn. Cảm ơn.
Chào Pete. Nè, ngừng tương tư đi, tới lúc hành động rồi đó, chỉnh lại tóc đi nè, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Được rồi, tiến lên. Bày tỏ cách cậu đi đứng với. Đầu tiên cậu mặc một chiếc đầm ôm người. Đẹp quá thật sự luôn á. Tớ thấy mình như búp bê vậy. Nhưng thế thở không nổi. Này chào cậu. Hả? Hả? Bị cái gì vậy trời? Ồ, Ivy. Ivy, điện thoại của cậu nè. Tớ lỡ đăng hết video của cậu lên mất rồi. Ôi, cái máy cùi bắp này. Mình sẽ ngồi một mình ở đây suốt đời luôn. Trời ơi, con nhỏ Ivy đó vớ vẩn ghê. Cậu bị sao thế? Giờ nó là ngôi sao TikTok rồi đấy. Gì cơ? Có một chiếc đồ thích nữa rồi đây này. TikTok của cậu hay quá đi. Tình cờ chót đấy. Bày cho tụi tớ kiểu nhảy điên cuồng của cậu đi. Được rồi, được rồi. Như này, như này và như này nhé. Hiểu chưa nào? Yeah. À. Ivy, cậu ở chứ? Cảm ơn cậu lần nữa. Ivy, đi học thôi nè. Chờ tớ với. Jesse, vào đi. Cậu đâu rồi? Ow. Kỳ cục ghê hả? Nhưng vẫn hiệu quả mà. Giờ thì tớ còn nổi hơn cả cậu luôn á.